Xin chào các bạn, hôm nay Plan Chip Cha sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu nước cốt trà ô long. Hiện tại Plan Chip Cha đang cung cấp 3 loại trà ô long có thể pha trà sữa và trà trái cây được, đó là ô long xanh, ô long đen và ô long rang. Thì trong lớp này mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu cốt trà ô long xanh là loại trà phổ biến nhất. Đối với loại trà này thì mình sẽ nấu với tỷ lệ 20g trên 1 lít nước ở nhiệt độ 90 đến 95 độ C. Đây là loại ô long xanh bên mình hiện đang cung cấp. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành nấu nước sôi. Thì các bạn lưu ý khi mà nấu cốt trà các bạn nên dùng nước suối hoặc là nước tinh khiết, không nên sử dụng nước máy. Đối với ô long thì mình cần phải tráng trà trước khi nấu nước cốt. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tráng trà nha. Mình sẽ đổ nước sôi ngập mặt trà, để trong vòng 5 giây. Sau đó mình sẽ chiết bỏ nước trà để lại sát trà. Và để nguội thì các bạn nên sử dụng nhiệt kế để đo được nhiệt độ chính xác nhất. Và ở đây thì mình sẽ đo nhiệt độ 95 độ. Rồi sau khi mà được 95 độ rồi thì mình sẽ bỏ trà vào, khuấy đều 2 vòng, sau đó đậy nắp lại và mình sẽ ủ trà trong vòng 10 phút. Đây là túi lọc trà, thì các bạn có thể sử dụng cái túi này để lọc bã trà được tốt nhất. Mình bỏ vào cái bình chiếc trà này. Giữ được độ nóng và mùi thơm của trà thì các bạn nên sử dụng bình giữ nhiệt. Nước cốt trà ô long sau khi nấu xong có màu vàng chanh, óng ánh rất là đẹp, mùi thơm nhẹ nhàng và có vị trà thanh hậu ngọt. Có thể sử dụng nước cốt trà ô long xanh để pha trà sữa ô long milk farm, hoặc là sử dụng nước cốt để pha trà trái cây như ở đây là mình pha ô long đào. Mong rằng video clip này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn, và các bạn hãy subscribe để theo dõi những video sau nhé.